Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dr. Skincare Academy. Trong dịp cách ly toàn xã hội này, không biết các bạn đang ở nhà làm gì? Còn nhóm mình thì tranh thủ chăm chút từng chút một cho video để có thể đem đến cho các bạn những kiến thức chuẩn hóa hữu ích về da liễu thẩm mỹ. Video trước, nhóm mình có chia sẻ về ba hoạt chất hyaluronan, tretinoin, corticosteroid. Thì trong video ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn các hoạt chất còn lại. Acid azelaic. Acid azelaic là một acid decarboxylic bão hòa có trong tự nhiên, hoạt động như một chất ức chế cạnh tranh thuần nghịch của tyrosinase. Nói chung, tác động của nó lên tyrosinase là khá yếu, nhưng người ta tin rằng acid azelaic cũng có thể làm giảm sự tăng sinh tế bào hắc tố và gây độc đối với các tế bào hắc tố bất thường bằng cách can thiệp vào quá trình hô hấp của ti thể và tổng hợp DNA. Nói chung, những kết quả thực tế cho thấy rằng acid azelaic là một phương pháp điều trị nám hiệu quả và có thể được xem xét cho những bệnh nhân không dung nạp với hyaluronan. Acid azelaic được cho là không hiệu quả trong việc điều trị đồi mồi. Tuy nhiên, lại có thể có lợi trong việc điều trị tăng sắc tố sau viêm liên quan đến mụn trứng cá, đặc biệt là ở những bệnh nhân có làn da tối màu. Các tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng acid azelaic nói chung là nhẹ. Chúng chủ yếu gồm ngứa, ban đỏ nhẹ, đống vẩy và bọng rác. Acid azelaic có thể được sử dụng kết hợp với retinoid và được coi là loại thuốc nhóm B dành cho thai kỳ, nên có thể nói đây là một trong những hoạt chất hiệu quả hiếm hoi được xem là an toàn cho thai kỳ đó các bạn. Thành phần tiếp theo không thể thiếu khi điều trị nám tàn nhang đó chính là acid kojic. Acid kojic là một chất ức chế tyrosinase, hoạt động chủ yếu bằng cách tạo phức đồng tại vị trí hoạt động của enzyme, đồng thời kiểm soát interleukin 6 trong tế bào sừng, do đó ức chế sản xuất melanin. Có những dữ liệu rất hạn chế về giá trị của acid kojic trong điều trị các loại tăng sắc tố ngoài nám má. Nói chung, acid kojic có thể được coi là một phương pháp điều trị thay thế cho những bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị bằng hyaluronan hay acid azelaic. Nồng độ acid kojic thường sử dụng an toàn trong mỹ phẩm là 1% đến 2%. Ở nồng độ 2%, acid kojic tác dụng không tốt bằng hyaluronan cùng nồng độ, nhưng ở nồng độ 4%, kojic acid hoạt động tốt hơn hyaluronan 2%. Tuy vậy, nồng độ cao sẽ dẫn đến tác dụng phụ như cảm giác bọng rác, ban đỏ, viêm da tiếp xúc. Vì vậy, acid kojic phải được sử dụng một cách thận trọng. Và cuối cùng, arbutin được coi là một trong những chất làm sáng da được kê đơn rộng rãi nhất và được sử dụng phổ biến nhất như một thành phần trong các phác đồ kết hợp. Arbutin là một dẫn xuất tự nhiên của hyaluronan, được chiết xuất từ các lá khô của nhiều loại cây khác nhau như cây gấu ngựa, cây việt quất, cây lê. Nó được cho là một trong những lựa chọn thay thế tốt nhất cho hyaluronan vì cung cấp tác dụng làm sáng da của hyaluronan mà không có một số rủi ro. Theo các nghiên cứu chỉ ra, sử dụng arbutin với nồng độ 1% trở lên cho thấy kết quả rõ rệt và tốt nhất là kết hợp cùng với các chất làm trắng khác. Nồng độ 3%, việc sử dụng cần cẩn trọng vì có thể gây chứng tăng sắc tố dội ngược. Trong một vài trường hợp hiếm gặp, vì lạm dụng hoạt chất arbutin, da sẽ xuất hiện tình trạng mụn viêm đỏ, da dị ứng, trở nên vô cùng nhạy cảm khi tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Mặc dù được thông duyệt với mức an toàn và được chiết xuất thiên nhiên, nhưng cân nhắc kỹ vì chưa có tài liệu chứng minh sản phẩm chứa arbutin vô hại với phụ nữ mang thai. Do
hirokinol. Corticosteroid có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng cả tại chỗ và toàn thân, nên khuyến cáo không nên dùng hoặc phải dùng với hàm lượng rất hạn chế trong thoa thuốc của bác sĩ da liễu. Có thể thay thế hirokinol và corticosteroid bằng các chất làm trắng được xem là an toàn như arbutin, kojic acid, acid azelaic. Tuy nhiên, các chất này chủ yếu được chỉ định trong điều trị nám má, tăng sắc tố sau viêm. Chưa có một dữ liệu nghiên cứu về sự an toàn khi bôi ở diện rộng làm trắng da toàn thân. Việc sở hữu một làn da trắng sáng tự nhiên là mong muốn của hầu hết mọi người. Nên vì vậy, từ xưa đến nay, có người luôn tìm mọi phương pháp để có thể mang lại điều đó. Tuy nhiên, có thể gặp phải những biến chứng vô cùng khủng khiếp của việc làm trắng da không an toàn mang lại. Do đó, hy vọng những thông tin trên đã phần nào giúp các bạn có lựa chọn đúng đắn về các sản phẩm điều trị tăng sắc tố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Nếu các bạn thích video này, đừng ngần ngại để lại một lượt like và subscribe. Chắc chắn tụi mình sẽ trở lại ở video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người.